nó sẽ càng thêm sáng. Tại vì khi mà còn cái phần hồ á thì ngôi nhà nó bị tối bởi cái nền nè, nó là nữ mỗi cái một chút đó, là sẽ làm cho ngôi nhà của mình nó sẽ thêm sáng ha. À, ngủ chưa? Đây rồi. Ở chỗ nào? Trong phòng. Trong phòng hả? Dạ. Rồi có giường đâu ngủ? Thì trải chiếu ra nằm dưới đất. Trải chiếu ra nằm dưới đất hả? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt ở trong cái căn nhà của cô Út á, cùng với ba người cháu của mình. Và ngày hôm nay là ngày các anh thợ cố gắng gấp rút hoàn thành để ngày mai này bàn giao lại cái ngôi nhà cô bác quý anh chị. Như cô bác anh chị có thể thấy đây là một cái cửa sổ ở bên hông. Cửa sổ này bề ngang tới 1m4, bề cao 1m2, rất là rộng. Lý do là khi thiết kế cái ngôi nhà mà cái cửa đằng trước này nè, nó bị che ánh sáng ở đằng trước á, nên cái anh khoét luôn cái cửa sổ này. Và cái cửa sổ này mặc dù là được khoét ra nhưng nó cũng còn hơi bị tối một tí xíu, vì điều kiện ánh sáng ở đây nó cũng không có được tốt. Tuy nhiên trưa nay thì mình sẽ thấy được ánh sáng nó sẽ lọt vào đây nhiều hơn. Và các anh thợ đang cố gắng gấp rút hoàn thành cái công đoạn lót cái viên gạch này cho ngôi nhà. Đây là gạch lót nền, và một viên gạch này là 5 tấc vuông anh Hợp ha. 5 tấc vuông, gạch này là gạch giả gỗ. Giả gỗ này thì nó sẽ khác với ngôi nhà cổ nhất á. Nhà cổ nhất thì gỗ nó đậm hơn tí xíu, còn nhà này thì gỗ nó lợt hơn tí xíu. Dạ, màu sáng hơn. Sáng nay thì anh Hợp là 6 giờ làm hả anh Hợp? 6 giờ sáng làm, ăn sáng chưa anh? Dạ. Này mình lót đến mấy giờ xong anh Hợp? 2 giờ hả? 2 giờ là chạy về Đồng Tháp luôn. Dạ, chiều nay em sẽ bàn giao cái số tiền còn lại cho anh luôn ha. Viên gạch này là 5 tấc vuông, nó bự hơn so với những cái ngôi nhà lớn còn lại cô bác anh chị. Và những ngôi nhà mà còn lại như nhỏ nhất là chỉ có 4 tấc vuông đúng không anh Hợp? Lót xong ngôi nhà thì cái phần này nó sẽ dọn sáng lên ngôi nhà nó sẽ càng thêm sáng. Tại vì khi mà còn cái phần hồ á thì ngôi nhà nó bị tối bởi cái nền nè, nên là nữ mỗi cái một chút đó là sẽ làm cho ngôi nhà của mình nó sẽ thêm sáng ha. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây ha. Đây, đây là phần giả gỗ, còn đây là cửa, cái cửa phòng. Cửa đa số là cửa nhôm hết rồi. Cửa nhôm này cũng khá là mắc đó cô bác anh chị. Ở đằng sau ngay chỗ cái không gian bếp cũng có một cái cửa sổ ở đằng sau luôn. Điện cũng đã đi hết rồi đó. Điện cũng đã đi hết rồi. Đây chỗ cô Út nó mát lắm, rất là nhiều bóng cây luôn, nên là nữ là cây nó nhiều á, nó che gần như là mình toàn bộ ngôi nhà luôn, xung quanh bốn phía toàn là bóng cây. Ở đằng sau này thì có một cái con kinh nhỏ nhỏ, nên là nữ là cũng khá là dễ thương. Ở phần này nè, chia sẻ cô bác anh chị, cái phần này là chừng nữa anh Hợp anh sẽ bơi lên cái phần, sẽ bơi lên cái phần này đúng không anh Hợp? Bơi luôn cái phần này cho nó trắng, cho nó sáng. Và cũng có rất là nhiều góp ý của cô bác anh chị á, là ngôi nhà thì cái cách đặt cái không gian cổ bếp này là cô Út cách đặt ở đây đó, thì cô Út nói cứ đặt ở đây cho cô Út đi, rồi cô Út nữa có gì bắt cái giường ngủ ở bên kia đó. Còn ở không gian bên đây nó quan trọng nè. Chứ nữa sau này anh Vũ xuống làm nhà của cô Chính á, thì nói với anh Vũ cũng có nhiều góp ý cô bác anh chị, nói làm cái cửa ở đây mở ra đây thì sẽ sau này sẽ anh Vũ về rồi nên sau này sẽ làm luôn ha anh Hùng ha. Làm đây một cái cánh cửa để có thể khóa mở ra được. Đi nước luôn hả anh Hùng? Đi nước rồi hết hả? Hôm qua anh đi hay gì? Anh Hợp đi. Anh Hợp đi hả? Đây. Cái nền này nó chắc lắm á cô bác anh chị. Gạch này nhìn màu sáng ghê ha. Ở nhà vệ sinh thì cũng đã lót gạch tường rồi hết luôn rồi. Còn gạch nền này thì chống trơn. Hôm qua ngủ được không anh Hùng? Được, ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Tưởng đâu nôn về thăm vợ mà ngủ chập chờn chứ. Ngủ ngon. Ngủ ngon hả? Cái nền này thì lót nó không có sợ bị sau này nó không bị lúng hả anh Hùng? Đúng rồi. Tại vì mình đổ bê tông hết. Đổ bê tông. Ồ đẹp ha. Cái màu gạch này giống như nhà chị Dứa không ta? Nó cũng một loại gạch nhưng mà nó khác cái màu. À.
nó cũng có nhô nhô lên nhô xuống, nó hoa văn nữa, hoa văn. Cái màu này nó sáng nè mà nó có độ nhám đúng không anh? Đúng rồi. Bên đây anh cũng dán lên một tí xíu nè, dán lên ở đây 5 tấc không? 8 tấc á. 8 tấc. Dán lên có rửa thì nó không có văng vô trong. Buổi sáng này anh Hùng cũng tranh thủ lót xong thằng nhà vệ sinh nè. Bữa nay đặt bồn cầu chưa? Đặt luôn. Chưa chút đặt rồi. Cho này nó khô cái vệ sinh cái này đặt luôn. Nước này là đi đấu nối rồi nhưng mà chưa có đi đúng không? Ồ mới có đấu nối thôi. Chưa có nguồn nước trong này đúng không? Chưa gắn bên kia. Có nhiều cô bác anh chị nói là che luôn cái phần này, nhưng mà khi mà mình che cái phần này á, ngôi nhà bị tối liền. Tối. Và nếu như được á thì mình chỉ làm một vài tấm tôn khoảng 3 tấc đây thôi anh Hùng ha. Ừ. Thôi đi ra để đâu quậy ảnh nữa. Nó có gì đó. Bữa nay là làm không ăn trưa luôn hả anh Hùng? Ồ không đi ăn luôn hả? Không, này mua về ăn đặng làm luôn, làm tranh thủ cho rồi. À mua đồ về ăn luôn. Mua về đây ăn. À. Có nghĩa là bữa nay anh Hùng sẽ với lại anh Hợp sẽ tranh thủ gà rồi để chạy về tới Đồng Tháp khoảng 3 tiếng nữa. Nên là nữ là anh phải tranh thủ làm sao mà cố gắng khoảng 3 giờ anh Hùng à. Có 3 giờ xong. 3 giờ xong là chạy về nhà 6 giờ thăm vợ. Anh Hùng ơi. Dạ. Cho em ý kiến coi sao mà mấy anh bữa nay nôn về dữ vậy? Tại vì ngày tốt với cái thứ hai nữa, giờ chả còn công việc ở chợ nữa. À. Tranh thủ về. Hôm nay là ngày 19 âm lịch, 19 tháng 9 và để nó hoàn thành nó luôn. Đúng lý ra thì nếu như kịp tiến độ á, là ngày 10 là ngày hôm nay nè, là ngày bàn giao nhà. Tuy nhiên thì ngày hôm qua thì gặp chuyển vô kho khá là muộn, khoảng 4 giờ mới chuyển vô tới. 4 giờ. Thì các anh thợ không thể nào làm được, các anh nói phải biết vậy các anh tăng ca cho tới 9 giờ tối luôn. Nhưng mà thôi, làm gì nó hại sức khỏe quá. Nói sao các anh thợ làm không có mang ủng, mang bao tay gì trơn vậy? Mang vô làm không được. Nó bị bứt rứt đúng không? Mùi hôi mà hắn ra bứt rứt. À. Nhưng mà gì nó có hại sức khỏe lắm không? Khi mang nó ăn tay chân á. Thì nó ăn hết chấu thôi. Nên là nữ là ngày mai là ngày 20 thì nó cũng khá là đẹp ha. Ngày mai này thì Bùi Hồ sẽ công bố danh sách cái số tiền Quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho của cô Út. Rồi chắc có lẽ là mua khoảng 2 cái giường đặt vô trong nhà, lại mua thêm một cái bếp ga. Ngày mai này cũng sẽ cô Út thì dự định là mua gà vịt nấu với lại ít cái cây. Cũng có Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ tiền để mà nấu đó, thì chắc nên thông báo cô Út. Sáng nay uống cà phê lật đật nghe cái câu chuyện giật hết cả mình luôn. Cô Út sáng nay đi mua thiếu, dặn ai thiếu con gà với con vịt. Là mua thiếu triệu á. Đó. Thôi đi ra đi, xích ra đi. Anh Học, làm mau quá anh Học. Mau lo chết mà. Tính như thấy rồi, mới nghe anh chứ rồi. Ừ. Hả? Gặp 5 tắc vuông này chắc nó cũng mau hả anh Học? Nó cũng vậy anh ơi, cái nào vậy? Cái nào vậy ha? À, mua cái kem đi chỉnh rồi xong rồi. Anh Hùng thì lót gặp mình nên anh lớn thì phụ hộ, mình nên chấp hai người luôn. Bây giờ mình bước ở giữa miếng gạch nó có được không anh Hùng? Cái tại này mình tránh trước đi bình thường vậy ha, đi bình thường không chạy không anh? Không, có được, nhưng mà tốt nhất là không không chơi đi đúng không? Tại vì mình cán lót đi nhé, cái đi còn ngày cán trước cũng đâu rồi đấy, bình thường. Dạ thôi mình bước ra đi, hỏi cái hồi đi ra nó khó, nó dính hồ nữa. Bước ra ngoài trước đi ha. Mình chia sẻ hình ảnh này cho nó. Để thôi anh Hợp ảnh chửi mình đó. Đồng giác.
ở bên kia khoét cái cửa sổ cái nó sáng vô liền ha anh Hợp ha. Bữa nay nữa là xong rồi. Từ ở dưới lên là khoảng 3 tấc mấy anh Hợp? Làm gấp gút vậy mà còn không kịp nữa. Từ thời điểm mà mình khởi công đến giờ là khoảng tuần lễ không anh Hợp? Dạ. Cũng có nghỉ. Ngôi nhà mà lót như thế này nhìn nó đẹp ha. Lên lâu đẹp lắm. Dạ. Ai cũng mừng sáng ra ngoài trước ngồi uống cà phê, người đòi cho 2kg thịt, người đòi cho thêm hùng chén đủ thứ á. Lao gạch là mấy tiếng mới lao được? Chút xíu gạch lao được. Dạ, lát nói với bé Tiết lao. Dạ ta. Không mang bao tay mũ vô anh Hợp. Không mang bao tay mũ vô. Lâu lắm chút xíu thì dậy cái hồn cũng đâu có gì. Quái ngã. Cái này mấy anh đây làm cũng quen vậy. Ừ. À, đeo vô cảm thấy bức rất khó chịu. Khó chịu lắm. Lót ở trong cái phần lớn này thì nó nhanh, nhưng mà lót để bo những cái cạnh cái cua á, những cái góc á, thì cắt gạch rồi nó lâu ha anh Hợp ha. Nhất là ở trong cái không gian của cái phòng hay là những cái cạnh của cái cây cột đó, phải cắt đồ nữa. Dạ. Cái này 4,5 m. Cái này 9 tấm đi ngang là đủ luôn ha anh. Ừ, tại vì con dừng vô. Con nó dừng vô tí xíu. Phải gọt lại. Cái mặt nền anh Hợp thì tráng trước một ngày nè, cho nên rất là cứng luôn nè. Khi lót miếng gạch xuống là đi bình thường. Sáng nay con đưa em đi học rồi hả Tuyết? Ngày nào là con cũng phải đưa em đi học. Dạ. Mấy giờ rước về? Dạ 10 giờ. Ừ, bà ngoại cho tiền được bao nhiêu tiền? Lâu lâu thì 10, còn mỗi thường ngày là 5. 5? Dạ. Vậy hả? Rồi sáng ngoan gì chưa? Dạ chưa. Ừ, sao không ăn sáng đi? Dạ đâu có đâu chú, để cơm chín ăn. Để cơm chín ăn luôn hả? Đang ăn cơm với gì? Dạ thịt. Thịt với tàu hủ hôm qua còn hả chú? Mấy ngày rồi? Dạ 2 ngày chú. Được 2-3 ngày rồi. 3 ngày rồi hả? Ở này ai chỉ cài tóc lên nhìn xinh gái vậy? Dạ con tự cài. Con tự cài hả? Tại thấy đại ca bỏ cái tay thật thà không? Con thấy nhà mình đẹp không? Dạ đẹp. Ừ, dán gạch mấy chú dán được không? Dạ được. Thích không? Dạ thích. Rồi mình có chọn cái chỗ nào để mình ngủ chưa? Rồi. Ở chỗ nào? Em chọn trong phòng. Trong phòng hả? Dạ. Rồi có giường đâu ngủ? Thì trải chiếu ra nằm dưới đất. Trải chiếu ra nằm dưới đất hả? Dạ. Còn cái giường cũ đâu rồi? Dạ trong đất rồi. Nó bị gần như bị mục hết rồi đúng không? Dạ. Nó lung lơ rồi. Nó lung lơ hả? Dạ. Hôm qua là con với ngoại mấy giờ mới ngủ? Trong đây nên con ngủ tới gần 9 giờ rưỡi con mới ngủ nữa. Vậy hả? Dạ. Ừ, vì... Tại hôm qua con với ngoại dọn ở chỗ này nè. À, gần 9 giờ rưỡi luôn. Dạ. Ừ. Còn ngày hôm trước đó? Là hơn 9 giờ rưỡi.
Vì sao? Để có trước đó là con dọn cái này là chú mới hơn 9 giờ rưỡi con mới ngủ. Ừ. Có mong muốn là mình vô nhà mới sớm không? Ừ. Bà ngoại có nói gì không? Dạ không, ngoại không nói gì đâu. Ừ. Sáng nay ngoại bán bao nhiêu tờ vé số? Con không biết. Con biết hả? Hôm qua mưa dữ không? Hôm qua con ngủ con không nghe tiếng mưa. Con không nghe tiếng mưa hả? Sắp vô nhà mới là nhà mình hết bị dột rồi. Thấy hương ghê á. Có cái đồng hồ đeo kìa. Hôm qua nay chú Bùi Hồ với là mấy chú hơi bận quá nên chưa chở con đi cắt cái dây lại. Trưa nay thì sẽ chở con đi cắt cái dây lại cho nó vừa với lại cái tay của con. Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ gần 8 giờ rồi. Gần 8 giờ rồi. Không ăn sáng gì, mình sáng nay mình có đói, có sốt ruột gì không? Không. Thường ăn cơm là mình ăn mấy giờ? Dạ, lâu lâu thì con đói thì con ăn tới gần 9 giờ hoặc 10 giờ là con ăn. Ừ, 9 giờ hoặc 10 giờ là có con khi, ăn ha. Có khi trễ quá là 11 giờ con mới ăn lận. Vậy hả? Dạ. Từ nay về sau là mình hết tắm trong mưa rồi. Dạ. Rồi không có đi vệ sinh giống như trước đây nữa. Rồi được mọi người thương yêu, cô chú thương yêu, rồi mấy chú ở xa xa cũng tặng quà nữa. Dạ. Cái cảm xúc của con bây giờ như thế nào? Rất là vui. Rồi thời gian tới được đi học nghề nữa. Cũng khờ quá ha. Nhưng mà nói chuyện là dạ thương không à. Chú ơi, hôm qua con suy nghĩ kỹ rồi, con không đi làm nghề nữa đâu, con muốn đi học. Con muốn đi học hả? Sao vậy? Con học để con lớn lên, để con dạy mấy em giống con. Hả? Con suy nghĩ kỹ rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ cho suy nghĩ lại lần nữa đó. Thôi con muốn đi học. Không? Bây giờ đi học đối với con nó rất khó luôn. Dạ. Nhưng mà con chưa muốn đi làm nghề, học nghề. Vậy hả? Chưa muốn đi học nghề. Rồi có nói với lại cô chưa? Dạ con chưa. Vậy hả? Con suy nghĩ sao mà con lại chưa muốn đi học nghề, con muốn đi học chữ? Để con lớn lên con dạy mấy em giống con. À. Ừ, nếu như mà lớn lên mà không được đi dạy thì sao? Thì con vẫn muốn dạy. Con vẫn muốn dạy hả? Cái ước mơ làm cô giáo của con nó mãnh liệt lớn dữ luôn á. Bé thích học chữ hơn tại nhỏ chứ. Nhưng mà tuổi con đã lớn rồi thì đâu có thể nào. Nó bị hút học chữ hả? Có thể trở về lớp phổ cập được. Tuy nhiên con vẫn muốn đi dạy. Ừ. Giờ bé thích học chữ hơn. Thôi thì để từ từ mới các chú sẽ liên hệ về để cho hỗ trợ cho con ha. Còn bây giờ thì trước tiên là đưa em đi học nè, cố gắng phụ tiếp ngoại. Rồi ở nhà lo cho em, rồi nấu ăn cho ngoại hoặc là lau dọn nhà tiếp ngoại là được rồi. Rồi thời gian tới thì mấy chú sẽ tìm cách để liên hệ với những cái trường hợp như thế nào ha. Cái trường hợp của bé Tuyết bây giờ có thể là học phổ cập thôi. Học những cái trường trung tâm giáo dục thường xuyên đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Học thì chỉ để biết chữ thôi chứ thật ra thì cái ước mà làm cô giáo thì chắc không thể nào được đó hả con? Dạ. Cái trường đó tốn kép, nếu mà không làm được thì con làm cái khác. À, bây giờ vẫn muốn đi học nhiều hơn là đi học nghề để kiếm ra tiền. Thôi thì bây giờ tại để cho bé thích cái nào thì học cái đó. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mấy anh em sẽ kết thúc đoạn clip vào một buổi sáng như thế này tại đây. Cũng bây giờ thì ngoại cũng đi bán, bé Tiền thì cũng đi học. Chỉ còn mấy anh thợ ở nhà thôi, với lại bé Tiết thôi. Thì video clip này muốn chia sẻ với cô bác anh chị về cái việc làm sáng nay của các anh thợ. Để mà tranh thủ để hoàn thành, để ngày mai này kịp bàn giao cái ngôi nhà cho mấy bà cháu vô ở. Cũng như là một cái tiệc nhỏ nhỏ gì đó để mà hoặc là cúng để mà ngày vô dọn nhà vô á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.